Mẹ đã đợi con 17 năm rồi. Về nhà với mẹ có được không? Mẹ, con có thể về nhà với mẹ bất cứ lúc nào. Nhưng cái gì? Con không cần mẹ nữa ư? Không phải đâu mẹ. Trước kia con bị sóng biển cuốn đi, trôi dạt 2 ngày trên biển. Nếu như không phải người ba hiện tại đã cứu con sớm đã không còn trên đời này nữa rồi. 17 năm nay ông ấy đối xử với con tốt như con ruột, nuôi con khôn lớn trong sự bàn tán của những người xung quanh. Bây giờ ông ấy cô độc một mình, còn đau khổ bệnh tật. Con không thể để ông ấy một mình. Vậy đưa ông ấy cũng đến chăm sóc, không phải rất tốt sao? Mẹ, Tiểu Quyển. Tiểu Quyển. Mẹ, con xin phép đi trước. Lần sau con lại tới thăm mẹ. Tiểu Quyển. 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 Mẹ. Tiểu Quyển. Tiểu Quyển. Mẹ. 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 Bác sĩ. Bác sĩ. Các người làm người nhà kiểu gì vậy? Đã nói là tình trạng của bệnh nhân không được chịu thêm đả kích. Xin lỗi, xin lỗi. Đều tại tôi. Bác sĩ, mẹ tôi vẫn ổn chứ? Không phải vấn đề gì lớn. Lần sau nhớ chú ý. Bệnh nhân cần một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Đã rõ chưa? Dạ, tôi biết rồi. Tiểu Ngư, chúng ta đi đâu? Chúng ta phải đi tìm một chỗ để ở. Ba, ai đây? Đây không phải anh trai ngu ngốc của tôi, còn có cháu gái ngoan của tôi, Khương Tiểu Ngư sao? Đây là đi đâu? Đi tìm nhà sao? Hay là để tôi bảo Giảo Giảo nhà chúng tôi cho các người thuê một căn nhà? Giảo Giảo nhà chúng tôi bây giờ đã là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Chu Thị, có rất nhiều tiền. Chú, thím, tôi khuyên các người làm việc thiện nhiều một chút, không thì sẽ gặp báo ứng. Thân phận thiên kim giả của Khương Giảo Giảo đã bị lộ rồi. Các người nghĩ các người có thể sống được bao lâu? Mắc cười quá đi. Mày nói bị lộ là bị lộ ư? Mày có chứng cứ không? Có không? Chứng cứ đương nhiên tôi có. Bởi vì tôi mới là... Đây không phải là người quen cũ sao? Tiền đâu? Tiền đâu? Xem ra không đánh không được. Cường ca, cho chúng tôi thêm mấy ngày nữa. Cho chúng tôi xin thêm mấy ngày nữa có được không? Gia hạn. Tôi gia hạn cho các người thêm mấy ngày nữa. Có tiền chơi mà không có tiền trả. Kẻ xấu. Anh nói tôi làm việc phạm pháp. Làm việc phạm pháp. Làm việc phạm pháp. Đúng rồi. Tiền đều ở chỗ anh tôi. Ông ấy có tiền. Ông ấy có tiền. Cường ca, anh của tôi có tiền. Anh đòi anh ta đi. Mày có tiền, đưa đây. Lại là ông. Nghe nói ông trở thành một kẻ ngốc. Nào, để tôi xem ông là ngốc thật hay là giả vờ. Không được bắt nạt ba của tôi. Khoản bồi thường phá dỡ của nhà tôi đều ở chỗ chú và thiếp của tôi. Chúng tôi một xu cũng không được nhận. Ba, còn có đứa con gái xinh đẹp như vậy sao? Hay là cô ở với anh đây một đêm, anh đây sẽ tha cho các người. Không được bắt nạt Tiểu Ngư. Muốn tìm cái chết, lên cho tao. Chơi với tên ngốc này một chút. Dừng tay. Tại sao Chu thiếu lại đến?
chắc chắn là đến giúp chúng ta rồi. Chu thiếu, cậu đến rất đúng lúc. Chu thiếu gia, người này bắt nạt chúng tôi. Nếu mặt giáo giáo, xin cậu nhất định phải giúp chúng tôi. Đại ca, đó là Chu thiếu của tập đoàn Chu thị, Chu Tinh Giả. Người này chúng ta không đụng được. Còn không mau chạy, đứng lại. Bàn tay nào chạm vào người em ấy, chặt cho tôi. Chúng tôi sai rồi. Chúng tôi không biết họ là người của anh. Tay của tôi. Đúng rồi, hai người này tôi không quen. Có nợ cũ nợ mới gì, tự xử lý đi. Chu thiếu gia, chúng tôi là ba mẹ của Giảo Giảo. Chúng tôi là ba mẹ nuôi của Giảo Giảo. Để mặt Giảo Giảo, anh hãy giúp chúng tôi. Đúng vậy Chu thiếu, nếu như cậu không giúp chúng tôi, Giảo Giảo mà biết được sẽ rất đau lòng. Đúng vậy. Bọn họ có làm em bị thương không? Ba, chúng ta đi thôi. Tiểu Quyển. Chuyện này là sao? Đưa hai người bọn họ đi cho tôi. Cường ca. Ngôi nhà này cũng không tệ. Ba ơi, ba nhìn xem căn nhà kia. Ba sao vậy? Đi, lên trên đó ngồi một lát, đưa cho con. Tiểu Quyển. Chu thiếu gia, xin anh đừng làm phiền chúng tôi nữa. Ít nhất hãy để anh giúp em tìm một nơi ổn định. Không cần đâu. Tiểu Ngư, cậu ấy nói đúng. Chúng ta nên tìm một nơi để ổn định. Ba. Tiểu Ngư, đều tại ba vô dụng, làm liên lụy đến con, khiến con đến cuối cùng đến cả một nơi để ở cũng giữ không được. Ba, sao ba có thể? Đều là tạo nghiệp. Là tạo nghiệp. Nói như vậy, ba, ba không phải vừa sinh ra đã có bộ não kém phát triển, mà là sau này mới bị như vậy. Đều là do đứa em trai và em dâu khốn nạn đó của ba. Năm đó ông còn mất sớm, để lại hai căn nhà, một căn ở nội thành, một căn ở Ngư Thôn. Em trai ba nhất quyết đòi căn ở nội thành. Không ngờ sau này nó lại nghiện ngập cờ bạc. Sau khi nghiện ngập cờ bạc, nó đã mượn rất nhiều tiền. Em trai, anh đến thăm em đi. Anh cả, cứu em với anh cả. Các người đang làm gì vậy? Các người có biết các người xâm phạm nhà người khác, có tin tôi sẽ báo cảnh sát không? Báo cảnh sát? Bọn họ đánh cược thua, nợ tiền của tôi. Có nợ phải trả là đạo lý hiển nhiên. Cảnh sát có đến cũng không có tác dụng gì. Cường ca, anh cả của tôi có tiền, anh đòi anh ta đi. Cậu có tiền, đưa đi. Muốn tiền ư? Tôi không có. Có nợ phải trả là lẽ đương nhiên. Nhưng các người đột nhập nhà dân bất hợp pháp, còn đánh người ta, đây chính là vi phạm pháp luật. Vi phạm pháp luật? Cậu nói tôi vi phạm pháp luật? Vi phạm pháp luật? Vi phạm pháp luật? Vi phạm pháp luật? Không có tiền, bọn họ liền thay phiên nhau đánh ba, cho đến khi ba ngã xuống, đầu đập vào bàn. Sau đó chú và thím của con chuyển đến Ngư Thôn và nhờ giả ba. Bọn họ nói rằng nhà ở nội thành không còn nữa. Một năm sau, cuộc sống bắt đầu ổn định.
bà nhặt được con bên bờ biển. Thiếm của con cũng đón Giảo Giảo từ nhà mẹ đẻ đến. Sao họ có thể làm như vậy? Nếu như không phải tại họ, mười mấy năm qua bà cũng không phải vất vả như vậy. Không sao Tiểu Ngư, bà chỉ cần có con là tốt lắm rồi, những người khác không quan trọng. Ba phải chịu khổ rồi. Đứa trẻ ngốc, đừng buồn. Bây giờ không phải rất tốt sao? Bây giờ ba đã trở lại bình thường, còn con cũng đã tìm thấy người nhà thất lạc nhiều năm. Ba lên phía trước chờ con một chút. Con xử lý chút việc. Chu Tinh Giả, anh về đi. Ba tôi cũng khỏe rồi, tôi càng không thể trở về Chu gia nữa. Tại sao chứ? Chú đã khỏe rồi, bây giờ chẳng phải không còn nỗi lo gì nữa sao? Tại sao? Chẳng phải anh là người rõ nhất sao? Nhưng ba mẹ thì sao? Em không quan tâm họ sao? Anh đừng có lúc nào cũng đem họ ra. Chu Tinh Giả, nếu như anh là tôi, anh làm sao có thể tha thứ được cho tên khốn đã sai người ức hiếp em giáo ruột của mình? Anh trai của tôi là người 17 năm trước nói sẽ bảo vệ tôi, vĩnh viễn bảo vệ tôi, bây giờ đã không còn nữa rồi. Là do chính tay anh đánh mất. Tiểu Quyển không cần anh nữa rồi. Tiểu Quyển không cần anh nữa rồi. Tiểu Giả, Tiểu Quyển không cần con nữa. Em ấy nói đúng, con là kẻ khốn nạn. Con là kẻ khốn nạn. Mày xem dáng vẻ của mày, mẹ mày vừa mới xuất viện, mày không thể khiến bà ấy bớt lo lắng hơn sao? Mẹ. Tiểu Giả, đều tại mẹ không tốt. Mẹ bị bệnh khiến con phải chịu đựng nỗi đau đánh mất em gái. Không sao, mẹ với con cùng nhau bù đắp cho Tiểu Quyện, có được không? Mẹ không thể một lần nữa đánh mất hai đứa. Mẹ, mẹ. Không sao, không sao. Đến giờ cơm rồi. Người đâu? Không hay rồi. Thiếu gia, lão gia, phu nhân, Khương Giảo Giảo chạy mất rồi. Bây giờ phải làm sao? Ba, mẹ. Giảo Giảo. Giảo Giảo, sao giờ con mới đến? Con có biết không? Hai ngày nay ba và mẹ của con chịu biết bao nhiêu là ấm ức. Mẹ đừng vội, có chuyện gì sao mọi người lại ở đây? Chẳng phải là gì, anh trai nhà họ Chu kia của con thấy chết không cứu, số tiền mà mẹ có cũng đều bị cướp đi rồi, còn bị người ta đánh một trận. Ba không sao chứ? Giáo Giáo, trên người con có tiền không? Bây giờ mẹ và ba ngay cả chỗ ở cũng không có. Mẹ, Chu gia biết được chân tướng rồi. Khương Tiểu Ngư cũng đã lấy lại trí nhớ. Con bị Chu gia đuổi ra khỏi nhà rồi, thân con cũng lo không xong. Cái gì? Đây. Chẳng trách hôm đó Chu Tinh Giả không chịu giúp chúng ta. Con tiện nhân Khương Tiểu Ngư đó,
Sao việc tốt nào cũng bị cô ta gây khó dễ? Tôi khinh. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Tiền cũng không còn nữa, nhà ở ngư thôn cũng không còn. Chẳng lẽ sau này thực sự phải dứt dưỡng ở đầu đường xó chợ? Dựa vào cái gì chứ? Ba mẹ, tốt xấu gì hai người cũng nuôi dưỡng hai ba con ngu ngốc đó mười mấy năm, sao họ có thể không quan tâm các người? Đi, ba mẹ, bây giờ chúng ta đi tìm bác cả và Khương Tiểu Ngư. Đi. Đi, đi. Tiểu Ngư ăn nhiều một chút. Nào ba, đợi lát nữa ăn xong con lại tiếp tục ra ngoài tìm việc. Con tin những ngày sau chúng ta sẽ sống tốt hơn. Ba cũng đi tìm việc, ba cũng có thể bán cá ở chợ hải sản. Ăn đi. Được lắm, tôi kiếm khắp nơi cũng không thấy các người, thì ra là trốn ở đây. Các người đến đây làm gì? Khương Tiểu Ngư, chị chỉ lo cho chị và bác cả, lại để ba mẹ tôi sống ở công viên hai ngày. Chị đúng là có bản lĩnh. Ba mẹ tôi đúng là đã nuôi con sói mắt trắng như chị. Khương Giảo Giảo, cô còn có mặt mũi để nói tôi là sói mắt trắng? Cô mới chính là con gái của họ. Từ nhỏ đến lớn, mỗi một hạt cơm tôi ăn đều là do ba tôi ăn ít một chút để dành cho tôi. Liên quan gì đến các người? Tôi không quan tâm. Bác cả là anh trai ruột của ba mẹ tôi, cho nên phải nuôi ba mẹ tôi. Tuy căn nhà này có hơi rách nát, nhưng cũng không tệ, có thể ở. Lát nữa chúng tôi sẽ ở phòng này. Anh cả và Tiểu Ngư trải một tấm thảm ở phòng khách. Khương Tiểu Ngư, còn ngơ ra đó làm gì? Còn không mau dọn dẹp cho chú thím của mày. Tên ngốc nhà ông làm gì vậy? Dọa ai chứ? Tôi xem các người ai dám. Mười mấy năm qua như thế nào, bây giờ các người vẫn như vậy. Tôi chịu đủ rồi. Ba người các người cút đi cho tôi. Kẻ nào dám bắt nạt Tiểu Ngư, đừng có trách con dao trong tay tôi không có mắt. Tên ngốc này sao vậy? Anh không ngốc nữa sao? Đúng vậy, tôi không còn ngốc nữa. Nhiều năm qua các người đối xử với tôi và Tiểu Ngư như thế nào, tôi hiểu rõ. Hôm nay tôi sẽ nói rõ ở đây. Từ giờ về sau, tôi và Tiểu Ngư không còn bất kỳ quan hệ nào với mấy người. Tôi cũng không còn là anh cả của các người. Các người cũng không còn là em trai và em dâu của tôi. Nếu như các người còn dám làm phiền đến tôi và Tiểu Ngư, đừng trách tôi không khách sáo. Giảo Giảo, được. Muốn chúng tôi rời đi, ông bảo Khương Tiểu Ngư đưa cho tôi 50 vạn. Mày... tiền đến tay chúng tôi lập tức rời đi, tuyệt đối không làm phiền. Đưa tiền đây. Đúng 50 vạn. Một nhà các người thật đúng là vô liêm sỉ đến quan đường. Các người cút đi cho tôi, hay là tôi cho người dứt các người ra ngoài. Chúng tôi tự cút. Đi đi đi. Tiểu Quyển. Anh Khương, các người chắc là có rất nhiều chuyện để nói, tôi tránh mặt một chút. Anh Khương, anh là ân nhân của nhà chúng tôi, cũng là một người ba nữa của Tiểu Quyển. Chúng ta là người một nhà, anh không cần phải tránh đi. Sao mẹ lại đến đây? Sức khỏe của mẹ tốt hơn chưa? Đứa trẻ ngốc, bệnh của mẹ là vì lạc mất con mới bị. Bây giờ con trở về rồi, tự nhiên sẽ khỏe lại thôi. Ngày mai mẹ sẽ tổ chức tiệc ở nhà, con dẫn Khương cùng đến nha. Một nhà năm người chúng ta cùng ăn với nhau một bữa cơm, có được không? Tiểu Ngư, đi đi. Không dễ gì mới tìm được mẹ. Lúc nhỏ không phải con luôn ngưỡng mộ những đứa trẻ khác có mẹ sao? Dựa vào cái gì? Khương Tiểu Ngư, dựa vào cái gì mà những thứ tốt đều là của chị? Bây giờ tôi sống trong hoàn cảnh này, chị cũng đừng mong sống tốt. Ba, con xuống lầu dứt rác. Được, con về nhanh một chút, mẹ con sắp đến đón con rồi. Con biết rồi.
Tiểu Ngư đi vứt rác rồi sao? Đúng vậy. Lúc cậu đến đây không thấy con bé sao? Không có. Tiểu Quyển, Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, Tiểu Quyển, Tiểu Ngư. Sao rồi? Ở đây không có. Làm sao bây giờ? Tiểu Ngư chỉ đi vứt rác, còn có thể đi đâu chứ? Alo, anh trai thân yêu của tôi. Khương Giảo Giảo, là cô làm đúng không? Cái gì mà tôi làm? Tốt xấu gì chúng ta cũng là anh em mấy ngày, đừng có hung dữ như vậy chứ. Anh nghe cái này một chút. Ba ơi. Khương Giảo Giảo, tôi cảnh cáo cô, không được làm em gái tôi bị thương. Nếu không, tôi sẽ khiến cô không có chỗ dung thân. Cô biết tôi có năng lực làm việc đó. Muốn cứu em gái của anh cũng được thôi. Trước tiên phải đáp ứng mấy điều kiện của tôi. Chuẩn bị cho tôi một thẻ ngân hàng 5.000 vạn đưa đến cho ba mẹ tôi. Sau đó mua cho chúng tôi 3 vé máy bay bay ra nước ngoài. Để sau khi tôi ra nước ngoài sẽ nói cho anh biết em gái của anh ở đâu. Tôi dựa vào cái gì để tin cô? Chú Thiếu, tôi chỉ muốn tiền. 5.000 vạn đối với anh mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Hay là nói em gái yêu quý của anh không đáng để anh lấy ra 5.000 vạn. Được, tôi đáp ứng cô. Nhưng mà cô không được làm em gái tôi bị thương. Yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm chị ta bị thương. Nhưng mà nếu như Chu Thiếu báo cảnh sát, tôi sẽ cá chết lưới rách cùng với anh. Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, con bé thế nào rồi? Chú yên tâm, cháu sẽ không để con bé có chuyện gì. Trợ lý Trương, chuẩn bị cho tôi 5.000 vạn. Ngoài ra, kiểm tra camera giúp tôi, gửi kết quả cho tôi trong vòng 10 phút. Đi. Sao họ còn chưa về? Chẳng lẽ Tiểu Ngư nuốt lời? Tiểu Tuyết đừng vội, có lẽ đang trên đường rồi. Chờ một chút. Chị Khương, để cô gái xinh đẹp này dứt ở đây, thật đáng tiếc. Người của Chu Tinh Giả mày cũng dám động, không cần mạng nữa à? Chỉ cần em đến giúp, không phải vì em là một kẻ không cần mạng sao? Đừng đụng đến mạng người là được. Các người không được làm như vậy. Khương Giảo Giảo, Khương Giảo Giảo, đừng mà, đừng. Chú Khương, ngồi chắc vào, chúng ta đi cứu Tiểu Ngư. Tôi cầu xin các người thả tôi ra đi. Tôi có thể đưa cho các người rất rất nhiều tiền. Tiền chỉ là vật ngoài thân, không cần tiền chỉ cần cô thôi. Các người muốn gì tôi đều có thể đáp ứng. Tiền tài hay quyền lực của nhà họ Chu tôi đều có thể đưa cho các người. Nói nhảm làm gì? Mau ra tay đi. Đại ca, anh không sao chứ? Ngay ra đó làm gì? Đuổi theo cho tao. Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, Tiểu Ngư. Ba. Tiểu Ngư, con không sao chứ? Đều tại ba không tốt. Mẹ nó, dám làm tao bị thương, tao đánh chết mày. Cẩn thận. Đưa em gái của tôi đi. Đi. Một người cũng không được rời đi. Chu Tinh Giả. Tiểu Ngư, đi. Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, đi đi. Tiểu Ngư. Dám cản tao. Mày dám cản tao. Đại ca đừng đánh nữa. Còn đánh nữa là chết người đó. Hai tên này đúng là vô dụng, phá hỏng việc của mình. Ba, mẹ, không hay rồi, nhanh, bây giờ chúng ta lập tức rời khỏi đây. Đi nhanh, đi nhanh. Cô Khương. Cô Khương, chào cô, chúng tôi đã chờ rất lâu rồi đó. Là trợ lý của Chu Tinh Giả. Các người. Cô Khương, cô bị tình nghi về việc bắt cóc và tống tiền. Chúng tôi đã báo cảnh sát xử lý rồi.
Đồng chí cảnh sát vất vả rồi. Đồng chí cảnh sát, anh nghe tôi giải thích, chuyện này chắc chắn không phải như vậy. Đây đều là hiểu nhầm, tôi không làm gì hết. Sao có thể như vậy? Cẩn thận. Đưa em gái của tôi đi trước. Đi. Tiểu Ngư, đừng đau lòng. Bác sĩ nói cậu ấy không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Ba, con không buồn. Con chỉ là cảm thấy bối rối. Ba biết. Con yên tâm, bất luận con lựa chọn như thế nào, ba đều sẽ ủng hộ con vô điều kiện. Ba sẽ luôn là ba của con. Tiểu Dạ, Tiểu Dạ, xin lỗi. Nếu như không phải tại con, anh ấy sẽ không trở thành bộ dạng như bây giờ. Con sao rồi? Có đau không? Không đau. Không sao đâu. Con đừng quá tự trách. Anh trai chăm sóc em gái vốn dĩ là chuyện rất bình thường. Chúng ta cùng nhau chờ Tiểu Dạ tỉnh lại. Chúng ta còn phải ăn cơm cùng nhau nữa. Đừng khóc. Hình như cậu ấy tỉnh rồi. Tiểu Quyển, tốt quá rồi. Lần này anh cứu được em rồi. Nâng nó lên nào. Một, hai, ba. Giỏi không nào? Quá giỏi luôn đúng không? Em gái, đừng khóc. Nếu như Tiểu Dạ biết bữa cơm này là con với mẹ cùng làm, nhất định sang hết sạch. Đúng rồi, đợi sau khi Tiểu Dạ xuất viện, chúng ta cùng nhau đi mua sắm nha. Con vừa về nhà, cần phải mua thêm rất nhiều thứ, quần áo mới, giày mới, toàn bộ đều phải mua mới cho con. Mẹ, sao vậy? Con xin lỗi, con không muốn ở đây mãi. Con muốn về nhà chăm sóc ba của con. Mọi người cái gì cũng có, còn có Chu Tinh Giả bên cạnh. Ba của con ở nhà, chỉ có con. Con vẫn chưa thể tha thứ cho mẹ và anh trai hay sao? Không phải tha thứ hay không tha thứ, chỉ là trong lòng có một cái gai không thể rút ra được. Đứa trẻ ngốc. Cho dù con lựa chọn ở lại bên cạnh anh Khương, thì con vẫn mãi là con của mẹ. Quần áo mới, giày mới, tất cả những gì con muốn, chúng ta vẫn có thể mua cho con. Mẹ sẽ không gì con không chọn ở bên cạnh mẹ. Mẹ yêu thương con ít đi. Mẹ, con xin lỗi. Mẹ sẽ luôn ủng hộ mọi sự lựa chọn của con. Đứa trẻ ngốc này, không cần tự trách. Sao rồi? Mọi việc đã xong chưa? Đều xong rồi. Sau này nơi này chính là nhà của con rồi. Căn nhà trước đó xuống cấp quá rồi, sao có thể ở được chứ? Nơi này mặc dù không to lắm, nhưng con với anh Khương, hai người cũng gọi là đủ dùng.
Cảm ơn mẹ. Bà Chu, bà xem, thật là không hay, lại làm bà tốn tiền rồi. Anh Khương, chúng ta là người một nhà, anh nói như vậy xa cách quá. Đúng rồi, hôm qua anh đến bệnh viện kiểm tra, kết quả như thế nào? Bác sĩ nói tất cả đều tốt, cơ bản là sẽ không bị tái phát nữa. Vậy thì tốt quá rồi. Vậy chiều nay hai người nhớ đến sớm một chút. Đây là lần đầu tiên một nhà năm người chúng ta ăn cơm cùng nhau. Tôi xin phép về trước. Anh Khương, Tiểu Quyển, mọi người đến rồi. Đến rồi sao? Để anh. Mau vào nhà. Nào nào nào, mau vào nhà. Cơm canh đều chuẩn bị xong hết rồi.